và bao câu Thank you.
đây, dưới đây là những linh kiện phụ kiện mình cần lắp. Đây là móc, đây là chì, và đây là cái để đi câu đêm, cái chuông, và đây là hạt chắc và phao. Đây là cái hạt chặn mình sẽ để vào cước này. Và đây là cái linh. Cái linh này là để mình lắp cái, để mình móc câu. Đây. Mình sẽ dạy bạn cách lắp hạt chặn vào cước. Trước tiên các bạn phải xỏ cái cước này vào ở cái lỗ ở cái lỗ của cái hạt chặn này. Đây, các bạn thấy chưa? Đấy, chúng ta sẽ xỏ vào. Rồi, chúng ta sẽ lôi hạt chặn ra. Đây. Đấy. Đây. Bây giờ chúng ta cũng sẽ tiếp tục như thế. Tiếp theo là mình sẽ lắp phao. Trước tiên mình phải bỏ cái hạt đen đen này ra. Rồi luồn cước vào trong này. Đây, cho các bạn nhìn gần để cho cái này nó nhỏ quá. Đấy, mình đã luồn được vào rồi. Xong rồi tiếp theo là lắp hạt chặn nữa vào. Xong. Và đây là hạt chặn, và đây là phao, và đây là chì. Đây. Và tiếp theo là sẽ là cái linh. Đâu cái linh đâu? Đây. Đây chính là cái linh. À, cái vừa nãy mình giới thiệu rồi, mình lắp. Và đây là các phụ kiện mình đã lắp hoàn thiện. Và đây là hạt chặn, đây là cái phao. Đấy. Và đây là cái chì, linh và lưỡi câu. Và mình đã lắp thêm móc câu vào đây rồi. Đấy. Giờ thấy mồi chưa? Đâu? Đâu?
Lên chưa? Lên rồi, đây. Lên đầu tiên không được tất cả. Không quay hình được quay. Lượn rồi. Tít đi đâu ấy? À, treo xe thôi. Thế là có bữa trưa đấy nhỉ? Bữa trưa ngon lành. Nay có cá về ăn trưa cho Trung ơi. Ôi đây Trung à. Có cá để ăn trưa chưa? Trước nó ngã đấy.